Thưa quý vị, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với người đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về quỹ vaccine COVID-19 gây bức xúc dư luận. Đối tượng bị xử phạt là ông Đinh Hữu Thoại, 48 tuổi, ngủ ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, người này sử dụng tài khoản Facebook có tên Đinh Hữu Thoại có tích xanh cung cấp thông tin sai sự thật với nội dung quỹ vaccine là quỹ lừa đảo. Kẻ lừa đảo thì mang tiền đi gửi nhà băng lấy lãi, kẻ bị lừa thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Xác định nội dung thông tin mà ông Đinh Hữu Thoại đăng tải trên Facebook là sai sự thật, cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan ra soát, theo dõi, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật dưới mọi hình thức trong địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, bịa chuyện để câu view là tình trạng đáng lo ngại trên mạng xã hội khi nhiều thông tin sai sự thật nhưng vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người cũng dễ dàng tin ngay những thông tin này mà không cần kiểm chứng. Sau khi Bộ Công an vừa đề nghị phía ngân hàng ra soát tài khoản của các nghệ sĩ hoạt động từ thiện như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt hình ảnh và thông tin cho rằng vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh bị Công an tạm giữ. Thông tin hình ảnh liên quan Thủy Tiên Công Dinh khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Thậm chí, nhiều group kính còn chia sẻ tin tức cho rằng Bộ Công an cấm hai vợ chồng này xuất cảnh. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm rõ vụ việc liên quan đến các nghệ sĩ bị tố cáo khuất tất khi làm từ thiện. Tất cả đang trong quá trình điều tra, hiện chưa có ai bị tạm giữ. Đây không phải là lần đầu tiên công dinh Thủy Tiên bị tung tin đồn kèm theo hình ảnh dễ gây hiểu lầm. Trước đó, mạng xã hội cũng trầm rộ chia sẻ hình ảnh chụp sau lưng một người đàn ông và một người phụ nữ ở trụ sở công an, cho rằng đây là công dinh Thủy Tiên. Ngay sau đó, phía Thủy Tiên đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định vợ chồng cô vẫn ở nhà, không nhận được thông báo triệu tập nào từ cơ quan chức năng.